Nhưng cũng có người không muốn nghe, còn chống đối lại, điển hình như Đề Bà Đạt Đa. Cho nên kinh Phật có câu Phật hóa hữu duyên nhân, nghĩa là Đức Phật chỉ hóa độ được những chúng sanh có duyên với Ngài, còn không có duyên thì không độ được. Chẳng hạn như trường hợp vợ của ông trưởng giả Cấp Cô Độc, Phật và chư Thánh Tăng không độ được, nhưng tôn giả La Hầu La lại độ được bà quy y Tam Bảo, thọ trì ngũ giới. Chư Tăng thấy thế lấy làm lạ, hỏi Phật nguyên do tại sao. Phật nói, sở dĩ La Hầu La độ được vợ ông Cấp Cô Độc là vì trong nhiều kiếp trước, La Hầu La đã từng làm con của bà. Chuyện trên cho chúng ta thấy, gặp trường hợp mình nói lẽ phải mà người ta không nghe, chứng tỏ rằng ta không có duyên với họ, thì chớ có tranh cãi làm chi cho sanh phiền muộn. Hơn nữa, các pháp nhân như vậy, duyên như vậy, quả như vậy, báo như vậy, chúng chỉ là trò huyễn hóa, vô thường giả tạm. Cho dù đúng sai, tốt xấu, được mất hơn thua, chung quy rồi cũng trở về cát bụi. Chúng ta chớ có cưỡng cầu, làm chi để rồi tạo thêm nghiệp chướng. Tóm lại, trong kinh Chánh Niệm xứ nói, người nào chẳng nói lời hai lưỡi thì không có chuyện rắc rối, từ trong gia đình, dòng họ cho đến bà con lối xóm, bạn bè, kẻ xa người gần đều kính mến. Người đó đi đến đâu cũng được tiếp đón tử tế, dù gặp chuyện khó khăn thế nào vẫn dàn xếp được dễ dàng, lại hưởng được phước lành, thân tâm an lạc, quyến thuộc trên thuận dưới hòa, lòng tin kiên cố, không ai phá hoại được. Lại chẳng xa đường dữ, đời đời sanh ra gặp được thầy lành, bạn tốt, tận tình giúp đỡ, tạo điều kiện thuận tiện cho mình tiến tu, cho đến ngày thành công đắc đạo. Trong kinh Thập Thiện, Phật dạy, nếu ai xa lìa nghiệp hai lưỡi, thời thành tựu năm pháp không thể phá hoại. Một, được thân bất hoại, không ai hại được. Hai, được bà con bất hoại, không ai hại được. Thứ ba, được lòng tin bất hoại. Thứ tư, được pháp hạnh bất hoại, chỗ tu hành kiên cố. Thứ năm, được thiện trí thức bất hoại, không dối lừa nhau. Nếu ai hồi hướng về đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, sau khi thành Phật, được quyến thuộc chân chính, tà ma ngoại đạo không thể phá hoại. Ngược lại, kinh thành thật nói, nếu ai đem lòng ác xúi người gây gỗ, đánh lộn, mắc tội rất nặng. Đời đời gặp toàn quyến thuộc hung dữ, sát phạt lẫn nhau, lại bị người ngoài châm chích, phá hoại, làm cho gia đình dòng họ chịu cảnh chia ly. Kinh Luân Chuyển Ngũ Đạo, Phật dạy, làm người hay nói lời đâm thọc, tuyên truyền điều xấu của người, chết đọa địa ngục, bị quỷ sứ rót nước đồng sôi vào miệng rồi cắt lưỡi, mãn kiếp địa ngục sanh làm ác điểu, người nghe thấy tiếng kêu ai cũng sợ, trù rủa cho nó chết. Khi được làm người, tâm thường tán loạn, lại bị kẻ khinh người hại, khổ não triền miên. Tha ngôi nghe lời Phật dạy, chúng ta phải biết sợ hãi hổ thẹn, tinh tấn tu hành, cầu xin sám hối, tẩy trừ tội lỗi. Cổ đức than rằng, ác nơi khẩu thứ năm lưỡng thiệt, với người này dùng lời tha thiết, đến kẻ kia đâm thọc cho gây, khá chừa đi hương đảng bớt rầy, dùng sự thiệt giải bày tâm trí, người choảng nhau tại mình gia vị, mà cũng không hưởng được lợi danh. Sao rõ ra chúng lại ghét ganh, chiêu cảm quả bất lành thêm nữa. 6. Không nói lời ác khẩu. Ác khẩu là lời nói hỗn ẩu, cộc cằn, thô lỗ, chửi rủa, mắng nhiếc, nhục mạ, cho người ta là đồ ma quỷ, ngu si như trâu, bò, heo, chó, hoặc hăm dọa đánh đập, giết hại người, đó gọi là ác khẩu. Phật cấm nói lời độc ác, vì nó làm cho người nghe khó chịu, buồn khổ, hổ thẹn, tủi nhục. Thế là ta đã tự bóp chết tình thương rồi. Thử nghĩ mình bị ai nói chạm tự ái một chút, liền phiền giận không nguôi. Tại sao ta lại vì một chút lỗi lầm của người mà sanh tâm cố chấp, chửi mắng quỷ nhục làm chi cho thêm thù dương oán? Vì thế Bồ Đề Lão Tổ dạy: lời nói chẳng lành nhã họa liên thanh, nói không độ lời thường sanh tai biến, hay là quả tùng khẩu xuất, bệnh tùng khẩu nhập. Thần khẩu hại xác phàm, nói bậy bạ mang họa vào thân. Như chuyện vào thời chúa Nguyễn, Đỗ Thành Nhân là vị tướng tài. Một hôm ông nói: lệnh của ta tức là lệnh vua. Khi lời nói đó đến tai chúa Nguyễn, ngài liền nổi giận cho triệu về triều hỏi tội, rồi đem ra pháp trường chém đầu. Muốn cho yên thân, ít nước lợi nhà, khi nói ra phải thật thà êm dịu, bởi con người ta bất bình nhau, vì có kẻ khác hơn mình. Nếu mãi hơn thua, ắt ta bị hại, thêm sa cơ lại bị xích xiềng tù tội tử hình. Chuyện trên để cảnh giác cho những ai thích nói bướng càng, không suy xét đo lường hậu quả của nó. Hãy lấy đó mà suy. Ở đời tôi thấy có nhiều người lúc nào cũng muốn mọi người tán thán khen ngợi mình, nhưng trái lại đi nói trên đầu trên cổ người ta. Nếu là người hiền thì nhịn, gặp kẻ dữ họ đánh, nói sao gặp chuyện chẳng lành. Chúng ta nhìn ra ngoài xã hội cho đến trong gia đình, có nhiều khi ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con cháu bất bình nhau điều gì đó, liền tìm đủ mọi cách gây gổ, chửi rủa tay đôi. Chưa đủ, lại đem ông bà hai bên ra chửi tan nát, nào là đập đồ, đốt phá, lập bè, kết đảng, chống đối, đấm đá, đâm chém, làm cho cả xóm náo động. Kết quả đôi bên đều bị tổn hại, khi đó ăn năn đã quá muộn màng. Người xưa từng khuyên: chim khôn hót tiếng rảnh rang, người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe. Hay là bằng như lời ấy thốt ra, làm buồn kẻ khác thì ta xin đừng. Quý vị nên biết, lời nói giống như ly nước đổ rồi hốt lại sao đầy, cũng như mũi tên bắn ra không rút lại được. Một lời nói quấy, cho dù sau này có xin lỗi, người ta dễ tha thứ cho nhau, nhưng khó quên đi dĩ vãng. Mỗi khi buồn, họ nhớ lại hết. Cũng một lời nói phước đức vô lượng, đồng thời cũng một lời nói lại mang tội vô số. Nhất là những ai giàu sang, chớ có cậy thế ỷ quyền, hà hiếp người nghèo khổ ngu dốt, chẳng chút xót thương. Hãy nghe qua bài kệ nhân quả sau đây: bắt tôi tớ nặng nề công việc, nhưng lương tiền keo kiệt không cho. Có lỗi lầm chửi mắng sùm, thêm đánh đập khác nào con vật. Mới kiếp trước đánh đòn đứa tớ, kế kiếp sau làm tớ bị đòn. Chết rồi nhưng nghiệp vẫn còn, mạnh thời nở trước, yếu tồn lại sau. Lão Tổ cũng nói: hành hạ tôi tớ, con cháu suy đồi, đánh đập chửi người, thường sanh tai biến. Trên đời có một số người ỷ mình có quyền thế ngoài xã hội, ỷ mình có quyền cao tước trọng cả, rồi nghĩ rằng kẻ dưới không được quyền phát biểu ý kiến. Mỗi khi nói chuyện với cấp dưới, không cần giữ phép lịch sự, họ hay cướp lời, lý luận độc đoán, nạt nộ cấp dưới trước mặt nhiều người, công khai vạch lỗi, nói xấu kẻ khác, thậm chí còn ra oai đánh đập thuộc hạ trước mặt đám đông để tỏ vẻ ta đây. Đấy là thứ thất nhân tâm, tạo mầm phản trắc. Cử chỉ hành động của họ như mũi tên ngược tẩm thuốc độc, mỗi lần bắn sang cấp dưới là mỗi lần phóng trở lại họ. Hậu quả của nó rất nghiêm trọng. Như có anh quân nhân bị kết án 20 năm khổ sai vì tội cố sát. Người ta hỏi tại sao anh giết người, anh nói: vì thượng cấp hách dịch, ỷ mình làm lớn, chửi mắng, đánh đập tôi trước mặt mấy người đẹp của ông để lấy le. Tôi bị nhục, sẵn vũ khí trên tay, tôi cho thượng cấp mấy phát. Sở dĩ thượng cấp mất mạng là vì không biết giữ thể diện cho thuộc hạ. Lại có nhiều ông chủ bà chủ sai khiến, nạt nộ người giúp việc để ra oai với khách. Đó là điều thất nhân tâm nhất. Cậy tài cậy khéo khoe hơn, đừng cậy có của đa ngôn quá lời. Của thì mặc của ai ơi, đừng cậy có của coi người như rôm ca dao. Lại có những hạng người do thất học từ bé, lại ở gần với những đứa lưu manh côn đồ, chưa từng được học phép lịch sự tối thiểu. Những thói quen ăn nói, cư xử cố ý xúc phạm kẻ khác một cách tự nhiên, mà họ không cảm thấy hối hận để xin lỗi. Khi nói chuyện với ai, họ nói giọng móc lò, móc họng, nói xiên xỏ, nói phủ đầu, nói giọng cầu cao, giọng kẻ cả. Họ quen ăn nói thô lỗ, sổ sàng, tục tiểu một cách tỉnh bơ. Cũng có một số người bình dân hoặc trí thức, khi nói xong điều gì đó làm cho đối phương bực tức, họ lấy đó làm hả dạ. Trong cách ứng xử của người có lương tâm đạo đức, khi nói lỡ lời hoặc vô tình có cử chỉ làm mít lòng ai, họ nhận thấy mình thất lễ, ăn năn sám hối, lo xin lỗi đi xin lỗi lại bao lần mà vẫn còn lo sợ mình làm người ta buồn phiền. Kim vàng ai nỡ uống câu, người khôn ai nỡ nói nhau nặng lời ca dao. Muốn cho kẻ khác không oán ghét ta thì phải biết tự kiềm chế, đừng cư xử hồ đồ suồng sã, hỏi những câu quá tò mò đến đời tư của người khác, chớ nói nặng lời xúc phạm đến ai, đừng đi đầu này đầu nọ rêu rao những khuyết điểm của người ta, như thế họ sẽ oán ghét ta. Biết bao nhiêu trường hợp giao tế mà ta thiếu tế nhị, không lịch sự, chỉ cần nói lỡ một hai lời là ta bị người nghe ngờ vực, sanh ra ác cảm với ta ngay. Bản chất con người thường mang theo trong mình một ông thần, chuyên môn chọc cho kẻ khác ghét ta cực độ. Ông thần ấy có tên là tự ái. Từ hạng bình dân cho đến trí thức, ít nhiều điều bị ông thần tự ái ngự trị. Nếu không khéo động đến, ông ta sẽ nổi cơn lôi đình, giáng họa xuống rất là nguy hiểm. Chúng ta phải hết sức thận trọng. Nếu không khen được thì cũng đừng có chê một cách trắng trợn. Đó là một trong vô số cái khó của xử thế, khiến cho Khổng Tử than thở: vi nhân nan, tức là làm người khó. Chúng ta thường hay chê trách những tên lưu manh giết người cướp của, phải xử bắn nó, nếu không thì xử tù chung thân. Sao ta không nghĩ rằng nhiều khi do hoàn cảnh đứa bé đó đã không có ai nuôi dưỡng, phải chung sống với những đứa lượm bọc đánh giày, ban ngày thầu đồ thừa trong các tiệm ăn, ban đêm ngủ bờ ngủ bụi, chịu đói chịu khát, khổ quá nên chúng học cách móc túi, giật đồ, đâm thuê, chém mướn. Sinh trưởng trong hoàn cảnh bất hạnh như vậy, liệu ta có tránh khỏi những tật xấu như họ không? Nếu gặp kẻ ác nhân, thay vì vội vã đả kích họ, ta nên nói: nhờ ơn trời Phật kiếp trước độ mình, biết lo tu hành, nên kiếp này sanh ra trong hoàn cảnh tốt đẹp. Nếu không thì mình cũng giống như họ. Vậy muốn sửa lỗi người khác, ta đừng nghĩ rằng ai cũng được may mắn như ta. Hãy chịu khó tìm hiểu nguyên nhân tại sao họ lại cư xử như thế, tạo điều kiện giúp đỡ bằng vật chất lẫn tinh thần, rồi lần lần khéo hướng dẫn họ trở về con đường lành. Trong kinh gọi đó là bố thí và ái ngữ nhiếp. Việc làm đó phước đức quả thật vô lượng vô biên. Trên đời có nhiều người hay than rằng: sao tôi nói ra cái gì ai cũng không nghe, thậm chí con cháu cũng chẳng vâng lời. Tại vì khẩu nghiệp của họ không có thanh tịnh, mỗi khi mở miệng ra là chửi rủa, nên tổn giảm phước đức, nói không ai nghe là vậy. Là Phật tử phải sáng suốt thấy cho rõ tai họa của ác khẩu, mà cố gắng huân tập lời nói thiện lành. Cho dù nói với con thú cũng nên nhỏ nhẹ. Nếu như mình chửi con vật như thế lâu ngày thành thói quen, sẵn trớn chửi luôn người xung quanh, chính cái nhân đó nó đưa mình vào cõi dữ. Trong luật nói: có chú sa di chê cười vị tỳ kheo tụng kinh như tiếng chó sủa, mà bị đọa làm chó 500 kiếp. Một lời nói dữ mắc báo biết giường nào. Khế Kinh dạy rằng con người có búa để sẵn trong miệng, nói lời nói dữ là tự chém lấy thân mình. Nhất là phái nữ thường hay gắt gỏng, la lối, chửi rủa ôm sòm. Họ nghĩ chửi qua rồi thôi, không có gì xảy ra, nên tha hồ chửi mắng. Không có đơn giản như thế đâu. Chúng ta hãy xem qua câu chuyện sau đây thời sẽ rõ. Chuyện kể, một hôm có mấy cô thiếu nữ đi chùa lễ Phật, thấy đống phân chó trước chánh điện, ai nấy bịt mũi bỏ đi. Chỉ có một cô ở lại, tai vừa hốt, miệng chửi đồ mấy con kỹ nữ không hốt phụ tao. Chỉ chửi thế thôi, kiếp sau bị quả báo, sanh làm gái lầu xanh. Nhưng nhờ phước hốt phân trước điện Phật, nên thân hình cô sạch sẽ, hai tay mịn màng xinh đẹp. Đó là nhẹ, nặng bị đọa làm cá trăm đầu như chuyện trong kinh Hiền Ngu sau đây. Thuở Phật còn tại thế, một hôm Ngài cùng chư vị sa môn đi du hóa đến Tỳ Xá Ly, ngồi nghỉ bên dòng sông Lê Việt. Gần đó có một nhóm người đánh lưới, kéo lên được một con cá, trong mình nó mọc ra 100 cái đầu. Thấy cá lạ, ai nấy xúm lại xem. Phật cùng chư tăng đến nơi nhìn cá. Phật hỏi: có phải ngươi là Ca Tỳ Lê không? Thưa phải. Kiếp này làm cá, kiếp sau sanh về đâu? Cá buồn bã trả lời: kiếp sau sanh vào địa ngục. Ngài A Nan thấy lạ, liền hỏi Phật do nhân duyên gì gọi con cá đó là Ca Tỳ Lê. Này A Nan, trước đây vào thời Đức Phật Ca Diếp, có vợ chồng ông trưởng giả sanh ra được một cậu con trai, đặt tên là Ca Tỳ Lê, có trí thông minh hơn người. Một hôm mẹ cậu hỏi: trong nước có ai học bằng con không? Thưa mẹ, trong nước không có ai học bằng con, ngoại trừ các vị sa môn. Sao con không đến đó học? Mẹ biết không, muốn vào đó học phải cạo đầu, đắp y, mang bát mới được. Con giả làm thầy tu, vô đó học xong rồi về, có gì mà sợ. Nghe mẹ nói có lý liền làm theo. Do trí sẵn có, không bao lâu đã thông tam tạng kinh điển. Một hôm về thăm nhà, mẹ cậu hỏi: sở học của con bằng các vị sa môn chưa? Mẹ ơi, sở học của con ngang hàng chư vị sa môn, nhưng nói đến công phu thiền định thì con thua xa. Bà ta nghe qua nổi giận nói: sao con không học? Mẹ nên biết thiền định là phương pháp siêu hình, tự tu tự chứng, đâu phải học mà được, nên mỗi khi đàm luận thua là vậy. Con chớ sợ, nếu có thua thì cứ chửi. Người ta tu hành hiền lành, con chửi không đành. Con hãy nghe lời mẹ, cứ chửi thì mới thắng được. Khi về chùa, mỗi khi đàm luận với chư vị sa môn thua, liền nổi nóng, tự xưng ta đây học giỏi nhất trong nước, không có ai bằng, các người toàn là lũ ngu si, đầu óc đần độn như trâu bò. Nói đến đây, Phật bảo: Ca Tỳ Lê vì ác tâm chửi mắng chư vị sa môn và khinh khi những người thiếu học, nên bị quả báo làm cá trăm đầu như thế. Sau khi nghe lời Phật dạy, ai nấy đều rùng mình, rỡn gái, bi thương giao cảm, đồng thanh nói: tất cả chúng ta đối với thân, khẩu, ý phải thận trọng, chớ có tác ý, nói làm việc ác. Những người đánh cá thấy thế, liền đến trước Phật, thành kính chắp tay cầu xin xuất gia tu phạm hạnh. Phật khen thiện lai tỳ kheo, tức thời áo mặc trên mình họ hóa ra cà sa, trở thành các vị sa môn, theo Phật tu học, không bao lâu đắc quả A La Hán. Ham chi danh lợi thế thường, hơn thua lời lẽ, con đường diệt vong. Ca Tỳ Lê vì tham công, nặng lời to tiếng mắng dòng sa môn, cho nên quả báo dập dồn, đọa vào súc loại, xác hồn khổ đau. Khuyên trong hiện tại cùng nhau, nghiêm thân khẩu ý, thường trao hạnh lành. Lời nói thô ác phỉ báng những bậc tu hành, phải lãnh lấy ác báo như thế. Cho nên có câu: thà rằng khuấy đục ngàn sông, chứ đừng khuấy động tấm lòng người tu. Trong Kinh Báo Ân, Đức Phật dạy: Này A Nan, tất cả chúng sanh tai họa từ miệng sanh ra, nên giữ miệng hơn là đề phòng lửa dữ. Lửa dữ đốt cháy tiền của thế gian, miệng dữ đốt cháy bảy tài sản của bậc thánh: tín, giới, tàm, quý, đa văn, trí huệ, xả ly. Quả báo của lời nói ác ghê gớm như thế mà có mấy ai ngán sợ, cứ mãi hơn thua từng chút, hạch hỏi từng câu, mỉa mai châm biếm đủ thứ, làm cho gia đình quyến thuộc phân ly, nhân loại thù hằn, xô xát lẫn nhau, gây bao tan tóc. Nên có lời khuyên: nhất lời nói bao giờ cũng lọc, buông ra rồi khó hốt lại nào. Tục rằng lưỡi bén hơn dao, nói ra một tiếng đoạn bao nghĩa tình. Sự vui buồn trọng khinh thương ghét, thường do nơi mồm mép gây nên. Chỉ trong một tiếng cất lên, hoặc tan sự nghiệp, hoặc nên cửa nhà. Trong Kinh Phạm Võng nói: tất cả chúng sanh đều là ông bà cha mẹ, nhiều đời chết đi và sanh trở lại. Nếu chúng ta chửi người nào đó, tức là chửi ông bà cha mẹ của mình, chứ không ai xa lạ. Nhưng có mấy ai nghĩ thế? Đa số cho rằng nếu mình hiền sẽ bị người khác ăn hiếp hoài, phải tỏ ra hung dữ chửi lại cho nó ngán sợ. Quý vị nên nhớ, mình bị người ta chửi mình rồi mình chửi lại, nó có điều kiện kéo dài thời gian, chẳng khác nào xúi họ chửi thêm mà không hay. Hơn nữa, kẻ chửi mắng là xấu rồi, nếu chửi lại, ngay đó mình đã quá ra người hung dữ, chẳng khác nào giành tội với họ, cả hai đều sa đọa. Vậy ta không nên nói lời thô bỉ với bất cứ một ai, mà phải dùng lời dịu ngọt. Lắm lúc có người sẵn sàng giúp ích cho mình, nhưng khi người ta nghe nói lời không vừa lòng, họ liền không giúp. Người kia nóng giận nói ào ào: chẳng lẽ ta đây cũng thế sao? Họ đã cọc cằn thêm ta nữa. Nhìn chung ta họ khác chi nhau, bởi thế nên tôi cứ mỉm cười. Dẫu ai chửi mắng vẫn vui tươi, mặc tình họ cố tâm gây sự, lòng vẫn yên vui giữ nụ cười. Muốn khắc phục những ý niệm đấu tranh hơn thua, chúng ta hãy xem qua câu chuyện trong Kinh Tứ Thập Nhị Chương. Chuyện kể, một hôm Đức Phật đi du hóa đến thôn nọ. Tín đồ Bà La Môn bỏ đạo theo Ngài gần hết. Ông Bà La Môn Akasaka vô cùng oán hận, thừa cơ hội Phật đi khất thực, chặn đường chửi hoài, nhưng Ngài vẫn bình tĩnh bước đi. Ông ta tức giận nói: Này, cô đàm có nghe tôi chửi không? Ta nghe rất rõ ràng. Nghe tại sao không trả lời? Này Bà La Môn, giả sử nhà ông có đám giỗ, khi đãi xong khách ra về, còn dư quả bánh, ông đem tặng nhưng người ta không nhận. Quả bánh là của ai? Nếu tôi tặng họ không nhận, quả bánh là của tôi. Cũng thế, những lời ông chửi mắng nhưng ta không nhận, ngươi tự thọ lãnh. Nhân đó Phật nói kệ: chửi mắng kẻ lương thiện, kiêu mạn khinh miệt người, như ngước mặt lên trời mà phun nước miếng vậy. Nước miếng chẳng đến trời, trở lại rơi trúng mình. Người hiền không thể hại, kẻ ác tự hại mình. Bà La Môn Akasaka nghe Phật thuyết pháp xong, tâm liền tỉnh ngộ, ăn năn sám hối, cầu xin Phật xuất gia. Phật cho phép ông ta xuất gia làm tỳ kheo. Ông tinh tấn tu hành, không bao lâu chứng đắc đạo quả A-la-hán. Phật bị người ta kêu tên chửi mà Ngài không nhận, nên nội tâm được an lạc. Còn mình, hễ ai nói động tới tên là đôi chối hơn thua tới cùng. Vì dễ nhận quá nên phiền não khổ đau triền miên không dứt. Muốn cho thân tâm được an lạc, Kinh Pháp Cú dạy: Ví như đá núi Tây Đình, dông nào lai chuyển rung rinh bao giờ. Tâm người đại trí trơ trơ, chê khen cũng mặc, lặng lờ như không. Để tránh quả báo xấu, gieo nhiều phước lành, Tổ Bồ Đề Đạt Ma dạy: gương mặt hiền lành, hoan hỷ, không sân hận, bực tức, miệng luôn luôn nói lời đạo đức, khiến cho người nghe sanh tâm vui mừng hướng thiện, không làm ai đau khổ vì lời nói của mình. Đó là đồ cúng dường hảo hạng và mùi hương thơm cao quý nhất. Quý vị có tiền mua hoa quả hương thơm cúng dường Phật, ông bà, đó là điều tốt, nhưng không bằng gương mặt tươi cười, lời nói hiền dịu với mọi người. Tôi thiết nghĩ việc đó ai làm cũng được. Hàng ngày gieo tạo phước duyên, quanh năm suốt tháng chẳng làm phiền ai. Thương yêu quý mến trong ngoài, cả đời hạnh phúc không ai oán hờn. Nói tóm lại, người không nói lời thô ác, chẳng hề moi móc việc xấu của ai, thường đem lời thanh nhã, hiền hậu, đạo đức, đầy lòng từ bi hỷ xả, đối xử tốt đẹp với mọi người, thì đâu có sanh thù oán với ai. Nhờ thế nên thân tâm thường được an lạc. Người đó đi đến đâu, nói ra điều gì, mọi người đều hân hoan, kính trọng, dâng làm. Theo Kinh Thập Thiện Nghiệp, Phật dạy: người không nói lời thô ác, thời thành tựu được 8 món tịnh nghiệp. 1. Lời nói không trái pháp độ. 2. Lời nói có ích lợi. 3. Lời nói quyết hợp lý. 4. Lời nói thừa lãnh được. 5. Lời nói được tín dụng. 6. Lời nói đẹp đẽ. 7. Lời nói không thể chê. 8. Lời nói được ưa thích. Nếu đem công đức lành đó hồi hướng về đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, sau khi thành Phật được đầy đủ phạm âm tướng của Như Lai. Phạm âm là tiếng nói trong lành, êm dịu, thánh thoát như tiếng chuông ngân. Ngược lại, nếu người nào ác tâm quỷ bán tam bảo, làm cho chánh pháp suy đồi và chửi mắng ông bà, cha mẹ, anh chị em, bà con, lối xóm, trong Khế Kinh Phật nói: hạng người như thế trái đạo từ bi, gieo giống địa ngục, chết xuống âm phủ bị quỷ sứ cắt lưỡi ra rồi bắt ăn lại, trong miệng giòi tửa, máu mũ tuôn trào. Tiếp theo thọ thân cầm thú, ăn dơ uống bẩn, nghe tiếng kêu ai cũng phát ghét. Khi tội hết mới được làm người, nói không ai nghe, làm chẳng ai theo, diện mạo xấu xa, hơi miệng hôi thối, môi sức, răng mẻ, câm ngọng, liếu lo. Phật dạy: thà lấy dao bén cắt lưỡi chịu khổ nhiều kiếp, chớ có thốt ra lời hung dữ, chửi rủa mắng nhiếc người tu kẻ tục, ác báo khó hết. Than ôi, lời nói thô ác mắc tội đến thế, người học đạo há chẳng ngăn ngừa lắm sao? Cổ đức kệ rằng: tới ác khẩu thứ 6 bày biện, tiếng tục tằng thô lỗ hung hăng, nào chửi cha mắng mẹ lăng xăng, chẳng kể đến luân thường thảo hiếu. Hăm đánh giết những người hèn yếu, hiếp xóm chòm cô bác chẳng kiêng, trong gia đình chửi rủa liên miên, hết dương thế kiêu sang thần thánh, chẳng kiêng nể Phật trời thượng cảnh, cõi Long Cung mời thỉnh tối ngày. Đời ám u tội trạng thảm thay, khuyên bá tánh bá gia ráng bỏ, gương tổ phụ còn soi lại đó, sao không theo nề nếp gia phong? Chư thánh thần đâu có mất lòng, mà kêu réo đông tây nam bắc. Mấy câu trên toàn là ròng rặc, những đàn bà khe khắc cháu con. Kể từ nay phải giữ cho tròn, không chừa dứt ắt mang tai ách. Lựa lời tiếng dịu dàng trong sạch, khi thốt ra đoan chánh hiền từ. Tích thiện thì thường có phước dư, bằng tích ác quả ương đeo đắm. 7. Không nói ỷ ngữ. Ý ngữ là lời nói thêu dệt, thêm bớt chuyện người, trau chuốt làm cho câu văn ngọt ngào hấp dẫn, để quyến rũ người nghe siêu lòng lạc dạ, làm việc sái quấy, lợi dụng lòng tin của người để trục lợi. Tại sao Phật cấm nói lời ý ngữ? Vì đó là lời nói vô nghĩa, độc ác, không có lợi ích. Nó chỉ đem đến những sự phiền phức, khổ mình, hại người, gây thêm oan trái, tổn giảm phước đức. Những nam nữ vị thành niên nhẹ dạ, lạc lòng, đành bỏ cha mẹ đi vào con đường trụy lạc, cũng vì lời nói dụ dỗ. Người có tánh nóng nảy, thiếu sáng suốt, nghe ai nói chi cũng vội tin, nên thường bị mất bạn, thêm thù. Có người rất tận tụy trung thành, nhưng bị bỏ rơi cũng vì lời sàm tấu của bọn nịnh thần. Kẻ nói lời thêu dệt chỉ lừa những ai nhẹ dạ, dại khờ, thiếu đạo đức, chứ người có trí huệ không nghe theo họ. Hơn nữa, kẻ nói lời thêm bớt, khi người ta biết được, ai cũng kinh tởm lánh xa. Ngày đó họ thất bại trên mọi lãnh vực, bởi gây ác cảm với mọi người, có khi đưa đến mất mạng. Bởi tích chứa những mầm giống ganh ghét, đố kỵ, nên lúc nào cũng thấy lỗi người để thêu dệt, lỗi mình không thấy. Cũng như con mắt nhìn thấy sự vật bên ngoài mà không tự thấy được nó. Hạng người như thế chẳng khác nào đi quơ rác phiền não, bỏ vào nhà mình làm cho dơ bẩn, hôi thối, khổ sở mà không hay chẳng biết, lại bảo người khác ghét hùa theo mới chịu. Nên ca dao có câu: ghét người thời kiếm chuyện dệt thêu, thương diện lẽ thấp cao bào chữa, thương nhau trái ấu cũng tròn, ghét nhau thì trái bồ hòn cũng méo. Thương nhau thương cả lối đi, ghét nhau ghét cả tông chi họ hàng. Nói đến quả báo của tánh ganh ghét, đố kỵ, thêu dệt, trong truyện cổ Phật giáo nói, vào thời Đức Phật có ông thầy tên là Losaka. Từ thuở nhỏ đã chịu cảnh nghèo đói, đến khi xuất gia, mỗi lần đi khất thực ít có ai cúng nên thường bị đói khát. Cứ như thế kéo dài cho đến chết, không có lúc nào được no bụng. Chư tăng thấy thế hỏi Phật: bạch Đức Thế Tôn, do ác nghiệp gì mà thầy Losaka lãnh thọ quả báo như thế? Phật nói: sở dĩ thầy Losaka bị chết đói là vì trong tiền kiếp có ác tâm nói thêu dệt biêu xấu quý thầy, ngăn cản không cho Phật tử cúng dường, cho nên bây giờ phải bị quả báo đói khát cho đến chết như thế. Sau khi chấm dứt pháp thoại, ai nấy đều than rằng ghê gớm thay cho tánh đố kỵ. Tất cả đại chúng đồng dâng lời Phật dạy, phát nguyện trọn đời tu hạnh tùy hỷ, khen ngợi khi thấy người khác hơn mình. Chuyện trên là bài học để tự nhắc nhở mình. Nếu nói xấu quý thầy, tức là mình đã xấu trước, vì người hiểu đạo sẽ đánh giá ngay. Người hay nói xấu kẻ khác chứng tỏ họ còn phàm tục quá, chưa biết tu là chi. Vì người chân tu thường thấy lỗi của mình lo cải sửa, đó mới là tu thật. Còn ai tối ngày cứ đi rêu rao chuyện người, tức là tu giả dối. Nói xấu người ta không mất gì, chính mình lại phập phòng lo sợ họ biết được, sanh chuyện lôi chối, lại bị người nghe khinh khi ngược lại mà không hay biết. Cứ khoái chí nói mãi, nói cho nhiều thì người đời ghét càng nhiều, có ích chi đâu. Như chuyện trong sách Sử Thế kể, có anh chàng tên là Nhiều, tối ngày cứ đến hết nhà này tới nhà nọ, dòm ngó, soi mói, thêu dệt, chỉ trích, đã kích người khác đủ điều. Kết quả khi người ta biết được bộ mặt xảo trá, lắm mồm, nhiều chuyện đó, ai cũng chán ghét. Đến lúc anh ta lâm vào cảnh nghèo đói, bệnh hoạn, tai nạn, chẳng có ai tới thăm hỏi giúp đỡ, khi chết không có người đưa đám, cũng do cái miệng gây ra. Có nhiều người nói chuyện nghe rất đáng thương. Trên thế gian không có ai thông cảm với tôi được hết. Ở nhà cha mẹ không thương, ra ngoài xã hội chẳng có ai ưa. Thử hỏi tại sao họ không thông cảm? Có phải chăng do lòng cố chấp quá nặng, mỗi khi mở miệng ra thì đề cao mình lên, chê bai thêu dệt hạ người ta xuống? Thử hỏi ai thông cảm được? Những ai hay than điều đó là do thấy lỗi người, liền sanh tâm ngã mạn, xem thường tất cả. Khi đã tỏ ra thái độ khinh mạn hay chê bai nói xấu thì họ không thể nào thông cảm mình được. Từ đó ai cũng tránh xa nên trở thành kẻ cô độc, rồi đâm ra chán đời, oán người. Như thế tại sao mình cô độc? Tất cả đều do quá đề cao bản ngã và xét nét lỗi người. Ai ơi, ít nói là vàng, nói nhiều nhiều lỗi trái ngang cũng nhiều. Chi bằng ít nói bao nhiêu, khỏi điều phiền não, khỏi điều thị phi. Minh Phát. Muốn có cuộc sống hài hòa yên vui, chúng ta phải luôn luôn thấy lỗi mình mà quên cái dở của người, thì tự nhiên bản ngã xuống liền. Vì thế Lục Tổ dạy, nếu người thật chân tu, không thấy người đời lỗi. Nếu thấy lỗi của người, lỗi mình đến bên trái. Người sai ta không sai, ta sai tự có lỗi. Chỉ dẹp tâm mình sai, dứt trừ phiền não sạch. Thương ghét chẳng bận lòng, duỗi thẳng hai chân nghĩ. Qua bài kể trên, Lục Tổ nói, nếu người thật chân tu, không thấy lỗi người đời. Nếu thấy, tức là tu giả. Vì người tu thật lúc nào cũng nhắc nhở mình, sao mà ăn nói không lựa lời, lại còn thị phi phiền não nổi sân. Cứ nhớ như thế, tự khiển trách mình và luôn luôn thấy ai cũng tốt. Ngược lại, chỉ thấy lỗi người thì dễ sanh tâm quỷ bán thêm bớt chuyện người ta. Ngay đó mình đã sai rồi. Họ lỗi là chuyện của họ, nếu thấy khuyên được thì tốt, bằng không cứ giữ mình đừng lỗi là được. Ai nói làm sao mặc kệ ai, miễn ta giữ vẹn tấm lòng ngay. Nếu ta chơn chánh, người cho sái, chơn vẫn hoàng chơn, thật chẳng sai. Giác Huệ. Nói tóm lại, người không nói lời thêu dệt, thời không có ai phiền trách, oán hận. Nhờ thế tâm trí được an nhàn, ung dung tự tại, thường đem giáo lý chân thật khuyên nhủ, làm cho chúng sanh được an vui, nên ai nghe đến tên cũng đều cảm phục oai đức. Theo kinh Thập Thiện Nghiệp, Phật dạy, người nào không nói lời thêu dệt, thời thành tựu được ba món quyết định. 1. Quyết định được người trí ưa thích. 2. Quyết định dùng trí như thật đáp các lời hỏi. 3. Quyết định có oai đức tối thắng đối với nhân thiên không hư vọng. Nếu đem công đức lành đó hồi hướng về đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, sau khi thành Phật, được Đức Như Lai thọ ký chẳng có luống dối. Đức Phật đã thọ ký thời không bao giờ rơi vào tam đồ ác đạo. Ngược lại, trong kinh A Hàm, Phật dạy, nếu người nào điên đảo, thị phi, ganh ghét người hiền, thêu dệt não hại chúng sanh, kẻ đó đi đến đâu ai cũng ghét bỏ, phước đức càng giảm, thêm lắm tai họa, xa lìa chánh pháp, thân hoại mạng chung, đọa vào ba đường ác, chịu nhiều thống khổ. Lời nói thêu dệt mang hại đến thế, người trí há chẳng ngăn ngừa lắm ư? Cổ đức khuyên ta, ác thứ bảy ỷ ngôn chất chứa, đợi cho người lầm lỗi xéo giày. Của tiền nhiều tự phụ rằng hay, chủ ỷ thế nhiếc xài kẻ dưới. Lắc léo chi có ba tức lưỡi, quan ỷ khôn mạt sát dân ngu. Nghèo ỷ lanh láo xược lu bù, ôi thấy thế lòng đau tận cắt. Khuyên bá tánh giữ gìn cho chặt, đừng để cho quỷ dắt đường công. Dùng từ ngôn nói tận đáy lòng, dù trên dưới cũng không mấy khác. Chúng vô phước đời này dốt nát, người khôn ngoan chỉ dẫn mới là. Lời trang nghiêm êm ái thốt ra, đừng chăm biếm mới là chân thiện. Chúng ta phải biết rằng khẩu nghiệp là cái họa môn của hết thảy oán thù. Cho nên chư Phật điều dạy không được nói lời dối trá, nói lời hai lưỡi, nói lời độc ác, nói lời thêu dệt, nói lời vua nịnh, quanh co, hoa mỹ, phù phiếm, khinh khi, thô bạo, biện bác, xảo lanh, quỷ quyệt, vô nghĩa, nói ngược, nói xuôi, đảo lộn trời đất, để lợi mình hại người, chê bai lẫn nhau. Nói đến mình thì bao nhiêu phước đức đều quy tụ về mình, nói đến người khác thì bao nhiêu điều ác độc đều đổ hết cho họ. Quỷ bán người hiền lương, vu khống kẻ vô tội, vô đạo, vô nghĩa, không nghĩ đến tai họa của nó, nên mắc phải ác báo nhiều kiếp không thôi. Cho nên Kinh nói, trong ba nghiệp thân, khẩu, ý, khẩu nghiệp đóng một vai trò rất quan trọng. Lời nói là một kho báu sẵn có trong từng người, nhưng đòi hỏi chúng ta có biết sử dụng hay không. Phật dạy, phàm khi nói phải hội đủ 4 yếu tố. 1. Lời nói phải đúng sự thật, có nghĩa là mắt thấy tai nghe, hội đủ các chứng cớ mới nên nói. Nhưng nếu nói ra làm hại người cùng vật thì không nên nói. Như chuyện tiền thân Đức Phật làm thầy tỳ kheo. Một hôm đang ngồi thiền bên bờ suối, bỗng thấy con nai chạy ngang. Người thợ săn đuổi theo gặp thầy liền hỏi, thầy có thấy con nai chạy qua đây không? Thầy nghĩ nếu mình nói không thì phạm giới nói dối, còn như nói có thì gián tiếp chỉ cho thợ săn giết chết con nai. Thầy chợt nghĩ ra ý hay, liền đứng lên trả lời, từ lúc tôi đứng lên chẳng thấy gì hết. Người có trí đối diện với thực tế, cho dù có khó khăn đến đâu cũng giải quyết vấn đề một cách ổn thỏa tốt đẹp, đem lại lợi ích cho chúng sanh mà không phạm giới hư vọng. 2. Lời nói phải hợp thời. Người có trí biết lúc nào nên nói và lúc nào không nên nói. Điển hình như nhắc lỗi ai mà người nghe đang mệt mỏi, buồn phiền, nóng giận, bệnh hoạn hay giữa đám đông, khoan nói, đợi cho họ mạnh khỏe, vui vẻ mới nên nói. Nhưng chớ có xây dựng bằng những lời nói quá thô tháo trắng trợn, làm tổn thương danh dự người ta, mà phải hết sức tế nhị khéo léo. Thí dụ, nhà bên cạnh cao hơn nhà mình, họ thường xả rác xuống. Khi đó không nên tức giận la mắng, mà chỉ nên nói với chủ nhà, anh chị thông cảm, bảo mấy cháu nhỏ bỏ rác có chỗ, để nó không biết nó xả xuống nhà tôi dơ quá. Nếu họ không sửa đổi, mình nhờ người có uy tín quen biết với họ khuyên giùm. Ông bà ta thường nói, bà con xa không bằng láng giềng gần. Khi hữu sự tối lửa tắt đèn có nhau, đừng vì một chút không đáng mà làm mất lòng đôi bên thì không nên. Hoặc người vợ thấy ông chồng lôi thôi, khi đó chỉ cần đem hình ảnh gia đình nào đó gần bên thường xảy ra xung đột, nhờ ông chồng giải thích tại sao họ bất hòa, tranh cãi, đánh đập lẫn nhau. Bản chất con người là thích làm thầy đời. Anh ta nghe thế khoái chí nói, ông chồng kia thì thô lỗ, ăn nhậu, bồ bịch lôi thôi, còn bà vợ lại lười biếng, ăn xài phung phí, nói dai, không quán xuyến công việc nhà. Khi đó chỉ cần nói, nhờ sự hiểu biết sáng suốt đức độ của anh nên gia đình mình được yên vui. Nếu sau này ông chồng có làm điều gì sai, chỉ cần nhắc lại là đủ. Không riêng chuyện vợ chồng, mà bất cứ trường hợp nào cũng nên đem phương pháp này ra áp dụng, đều có kết quả tốt đẹp. Đó là nghệ thuật cảm hóa người khác mà họ không biết, tưởng chừng như mình mới phát minh ra những sáng kiến mới lạ. Trong việc sửa lỗi đóng góp một vai trò rất quan trọng, vì con người sống trên cõi đời nếu chưa phải là bậc thánh thì ai cũng có khuyết điểm. Khi khuyết điểm thành thói quen, bám rễ sâu vào nếp sống thành tật xấu. Vì thế, bất cứ tổ chức nào từ trong gia đình cho đến xã hội, tôn giáo, khi có lỗi lầm cần chỉnh đốn lại mới tránh được những lạm dụng, bê trễ, gian tham, rối loạn, bất công. Muốn diệt trừ những tật xấu ấy, phải nhờ đến bậc bề trên sửa lỗi làm cho, thì mới tiến bộ trên đường tu đức. Có điều chúng ta nên lưu ý, trước khi sửa lỗi ai, mình phải làm gương tốt trước và môi trường hoàn cảnh để sửa đổi như thế nào cho hợp lẽ đạo. Có lắm người tuổi còn nhỏ, địa vị thấp, nhưng lại mang trong mình dòng máu làm thầy đời, ăn sâu vào tâm can. Lỗi của mình không lo tu sửa, hễ gặp ai cũng dạy luân lý, rồi cắt nghĩa chuyện đời phải quấy, lại còn la rầy lên giọng dạy đời, bắt buộc người ta phải theo ý chủ quan của mình. Sửa lỗi theo kiểu đó rất là nguy hiểm. Xem lịch sử Trung Quốc, thấy rõ chuyện Ngũ Tử Tư bỏ mạng cũng vì sửa lỗi vua Ngô, Tỷ Can bỏ mạng cũng vì sửa lỗi vua Trụ. Lúc Khổng Tử đến kinh đô nhà Chu, vào nhà Lão Tử thăm, khi ra về được Lão Tử tiễn chân bằng những lời mà người thời nay cho là kinh thánh của xử thế. Đại khái ông nói: kẻ giàu tiễn người bằng tiền của, tôi nghèo xin tiễn ngài bằng đôi lời nói. Ngày nay kẻ sĩ mắc nạn thường là kẻ bươi móc việc xấu của người đời, làm cho thân khổ cũng vì chỉ trích tội lỗi của kẻ khác. Quân tử phải cư xử như người ngu, dẹp lòng đa dục, trừ tâm khiêu khích, tránh lối ăn mặc lòe loẹt, chớ khinh ai hết. Khổng Tử nghe qua vui cười thủ lễ cảm ơn. Nhờ nghe những lời thâm thúy của Lão Tử nên Khổng Tử ẩn thân vào nơi yên tịnh, lo trước tác hơn là đi du thuyết. Sự nghiệp vĩ đại của ngài thành tựu được phần lớn là nhờ ẩn cư, an bần lạc đạo. Chuyện trên cho chúng ta thấy Khổng Tử là một nhà hiền triết, mà còn phải cần những lời khuyên ấy để áp dụng trong đời sống. Còn chúng ta tài đức bao nhiêu mà lại đi hết nơi này đến chỗ nọ chỉ trích, đả kích những lỗi lầm của kẻ khác. Nếu là người hiền trí, họ ý thức sửa sai. Trái lại, chẳng may gặp kẻ hung dữ độc ác, họ sẽ hãm hại ta. Bản chất con người, ai cũng giàu lòng tự ái. Đừng bao giờ hại tội người ta một cách trắng trợn. Thủ tướng người Anh đã từng nói: Thượng đế hành phạt tôi thế nào thì phạt, miễn đừng cho tôi một thằng bạn nói thẳng khuyết điểm của tôi. Cho nên khi sửa lỗi lầm của ai, ta nên bình tĩnh sáng suốt, mời họ ngồi vào bàn hòa giải trong tinh thần tôn trọng đối phương. Ta dùng cách nói khiêm tốn hòa nhã thì người ta dễ chấp nhận hơn. Trái lại, nếu mình nói với giọng dao to búa lớn, xúc phạm người ta một cách quá đáng và chỉ trích với thái độ hách dịch, thì chắc chắn người nghe chống đối lại. Chứ ta đừng mong thuyết phục được ai. Người ác đến đâu, có lúc họ cũng lắng nghe tiếng nói của lương tâm, nhận ra lẽ phải. Từ xưa đến nay, có biết bao bạo chúa hiếu chiến tàn sát lê dân, nhưng có lúc họ cũng biết lắng nghe lẽ phải. Lúc Hạng Võ đến thành Ngoại Quỳnh, ra lệnh chôn sống tất cả thanh niên, có một em bé 13 tuổi tên Cừu Thúc đến nói với Hạng Võ: Muôn tâu bệ hạ có nhận thấy rằng hễ hại ai thì người ấy hại lại, thương dân thì dân thương lại. Hạng Võ nghe lời nói phải, liền chỉ thị rút lại lệnh tàn sát, rồi ra lệnh quân binh bảo vệ tài sản và mệnh sống của dân chúng. 3. Lời nói phải cẩn thận, nghĩa là khi nói ra phải đo lường tác dụng của nó tốt hay xấu, phía sau có di họa gì không. Nhiều người tuy không trực tiếp lấy dao, cầm súng, đâm chém, bắn giết người khác, nhưng họ lại đả kích nhau bằng những binh khí miệng lưỡi, còn lợi hại hơn cung tên giáo mát. Ở đời, có nhiều người ăn nói độc địa, làm cho người nghe giống như bị ngộ độc, tủi nhục mà chết. Chúng ta nhìn cuộc sống xung quanh hay nghe đài, xem báo, thấy có nhiều câu chuyện không đáng nhưng lại đưa đến chết người. Như báo đăng tin, có bà nội nghi đứa cháu lấy tiền, liền chửi mắng nàng dâu: Mày đừng có dạy con tham lam giống dòng họ bên ngoại của nó. Cô dâu quá tức giận đè đứa con xuống đánh một hồi, lỡ tay làm đứa con bị chết. Kết quả người mẹ vô tù ngồi, còn bà nội thì hối hận suốt đời. Trong xã hội có vô số trường hợp rắc rối, như trong sách ứng xử nói. Trong gia đình nọ có cậu con trai tên là Tấn. Cậu ta thường tụ tập bạn bè để đi ăn nhậu hút chích. Đã nhiều lần bị cha mẹ ngăn cấm, nhưng Tấn vẫn tiếp tục ăn chơi sa đọa. Một hôm, ông cha thấy Tấn dẫn bạn về nhà với bộ dạng say sưa. Ông vô cùng tức giận, mắng Tấn trước mặt bạn bè. Mày là thằng mất dạy, tao nói hoài mà không nghe, cứ đi ăn chơi hoài. Đồ lì lợm không biết xấu hổ, sống chật đất, mày uống thuốc độc chết phức cho rồi đi. Tấn tự ái tức giận, buồn tuổi, lấy thuốc độc tự dẫn chết. Nên có câu, chót lưỡi là kiếm phong tuyền, giết người chẳng máu, lụy phiền biết bao. Quý vị cố gắng lấy đạo đức khắc phục nghịch cảnh, chuyển hóa được thì tốt, bằng không coi như đó là nghiệp mà mình phải trả. Nếu chẳng nghĩ thế thì dễ gây thêm ác nghiệp, oan trái biết bao giờ mới trả hết. 4. Lời nói phải xuất phát từ lòng thương yêu chân thật. Muốn có lời nói trọn lành trong sạch, mang niềm vui đến cho mọi người, chúng ta phải có lòng từ bi hỷ xả những lỗi lầm của người chung quanh. Khi đó mới là ái ngữ chân thật, xuất phát từ lòng thương yêu, ban niềm vui đến mọi người. Trong Kinh Tạng Nikaya, Phật dạy, người nào nói lời chân thật, bảo vệ sự thật của người khác, thực hành được như thế mới gọi là biết hộ trì chân lý. Thuở Phật còn trụ thế, một hôm có ông Bà La Môn đến hỏi Phật, thế nào là hộ trì chân lý? Phật đáp, người nào đối với chánh pháp có niềm tin bất đồng, từ bỏ lời nói dối trá, đâm thọc, thêu dệt, thô ác, thường đem lời lành giáo hóa chúng sanh, đó là người biết hộ trì chân lý. 8. La Mã, không tham dục. Tham dục có nhiều loại như là tham tiền của, mê sắc đẹp, ưa danh vọng, địa vị, ham ăn uống, thích ngủ nghỉ, hoặc đam mê sắc tốt, tiếng hay, hương thơm, vị ngon, xúc êm dịu. Tham dục là nguyên nhân làm cho con người say mê, ràng buộc, khổ lụy và gieo khổ đau đến người khác, gây tạo vô số ác nghiệp. Vì thế, Phật bảo chúng ta phải tránh xa nó. Chúng ta ai cũng biết như tham tiền của, vàng ngọc, phải đầy đọa sát thân, lại thường vướng ách nạn, mất mạng. Thuở Phật còn tại thế, một hôm Ngài cùng chư vị tỳ kheo đang đi, bỗng thấy một túi vàng bên vệ đường. Phật bảo các thầy tỳ kheo, đó là rắn độc, mau tránh xa, không khéo nó hại ta. Phật và chư tăng đi chưa bao xa, có 4 người đi đến, nhặt lên định đem ra chia. Nhưng họ bàn với nhau, mình đang đói nên đi mua món gì ăn cho khỏe rồi chia cũng không muộn. Liền cử một người đi. Người đó trên đường đi tự nghĩ số vàng đem chia làm tư uổng quá, tốt nhất là mua thuốc độc trộn vào thức ăn cho chúng chết hết, ta sẽ hưởng một mình. Còn 3 người ở lại cùng bàn tính với nhau, đợi cho nó mua đồ ăn về đập cho chết, còn lại 3 chúng ta chia nhau. Kết quả người đi mua thức ăn vừa về tới đã bị đập chết. Xong 3 người còn lại cùng nhau ăn mừng, rồi bị ngộ độc chết theo. Kênh kênh quà quà thấy thì chết, đáp xuống cắn mổ ăn cũng chết luôn. Nên có câu, nhân tham tài tắc tử, điểu tham thực tắc vong. Chim tham ăn sa vào dòng lưới, cá mê mồi mắc phải lưới câu. Ai ôi phải nghĩ cho sâu, sắc tài danh lợi nó đâu có bền. Mồi phú quý như tên độc dược, bả dinh qua càng rước khổ đau. Đó là miếng mật trên dao, ai mà tham nhiễm liễm vào chết ngay. Còn tham sắc đẹp thì tốn tiền, hao sức, tâm thần bất an, ghen tuông, phiền muộn, gây thù chuốc oán, tranh giành giết hại lẫn nhau, làm nước mất, nhà tan, cửa nát, biến mình thành người hèn yếu mù quáng, ngây khờ, phải chịu sự sai khiến thúc giục dưới mệnh lệnh của kẻ bày mưu. Như vào thời nhà Chu, U Dương là người chìm đắm trong tửu sắc, ngày đêm say mê nhan sắc tuyệt trần của bao tử, mà những tâm giam vợ, đầy con, giết hại chuông thần, cuối cùng mất nước. Đến vua Ngô Phụ Sai cũng vì đam mê sắc đẹp của Tây Thiên mà mất cả giang sơn. Một khi con người ta đắm mình vào sắc dục thì mất hết lý trí, trở thành kẻ si mê, độc ác, tự làm hại mình, hại người, sa vào địa ngục. Suy cho cùng, sắc đẹp đó, cho dù nam hay nữ, nó chỉ là cái túi da, bên trong chứa đầy những thứ nhơ uế tanh hôi. Có gì đáng để cho chúng ta say mê? Ái dục là nguyên nhân tạo ra bản ngã mỗi ngày lớn lên, sanh tâm kiêu căng, hống hách, tạo nhiều nghiệp chướng, hiện tại khổ lụy. Sau khi chết, sanh vào cõi dữ. Người đắm say sắc dục, tự lao mình xuống hố. Người trí cắt trừ ái, bỏ mọi dục không màng. Thấy sắc, tâm mê tưởng, chẳng xét lẽ vô thường. Người mê cho là đẹp, giả dối lại yêu thương. Đắm mình trong dâm lạc, tâm kéo kén khác chi. Người trí huệ dứt hẳn, hết khổ não sầu bi. Người tâm trí buông lung, dâm nhơ cho là sạch. Tình ân ái sâu nặng, là lao ngục trói trăng. Người tỉnh giác trừ dâm, bất tịnh quán để tâm. Nhờ đó khỏi lao ngục, và chết dứt tận mầm. Kinh Pháp Cú. Tham danh vọng phải vào lòn ra cuối, lao tâm nhọc sức. Khi được rồi lại sợ kẻ khác hãm hại, lúc nào cũng phập phồng lo sợ, cho người canh gác chẳng khác nào kẻ tử tù. Nhưng thiên hạ nào ai biết, cứ mãi lo tranh giành. Nên có câu: danh tiếng lẫy lừng, danh tiếng hại, tuổi tên lừng lẫy, tuổi tên trù. Bao phen bay nhảy, bao phen dại, mấy trận tài khôn, mấy trận ngu. Hay là có tài mà cậy chi tài, chữ tài liền với chữ tai một dần. Nguyễn Du. Muốn khỏi bị lợi danh xiềng xích trói buộc, thân tâm thanh tịnh an vui, chúng ta hãy xem qua mẫu chuyện trong Kinh Tăng Chi. Chuyện kể thuở Phật còn tại thế, có vị hoàng tử tên là Bạc Đề xuất gia tu học trong giáo pháp của Đức Thế Tôn. Một hôm đang hành thiền, ngài thấy rõ sự lợi ích của đời sống phạm hạnh, liền thốt lên: hạnh phúc thay, hạnh phúc thay! Khi đó có một vị tỳ kheo ngồi thiền gần bên nghe thế, hôm sau đem chuyện đó trình lên Phật. Ngài cho gọi Bạc Đề đến hỏi nguyên do. Bạch Thế Tôn, sở dĩ con thốt lên lời ấy là vì trong khi con làm hoàng tử, lúc nào cũng phập phồng lo sợ người khác tranh giành ngai vàng hãm hại, làm cho thân tâm luôn luôn bất an. Kể từ khi xuất gia, tuy chỉ có tam y nhất bát, không có gì vướng bận, nhờ thế nội tâm rất an lạc, nên con mới thốt lên câu hạnh phúc thai là vậy. Phật quay sang bảo: chư tỳ kheo, hãy noi gương hạnh ấy, xa lìa ngũ dục, sống đời tri túc, an bần lạc đạo, mới được tự tại giải thoát an vui. Qua chuyện trên, để cho chúng ta thấy hạnh phúc ở đây không phải là danh vọng vật chất, mà đòi hỏi mình có biết đủ hay không. Nếu chẳng biết đủ, dù làm vua cõi người, làm chúa cõi trời, cũng chưa vừa ý. Trong Kinh A Hàm kể, tiền thân Phật là vua Đảnh Sanh làm chuyển luân Thánh Dương, cai quản 4 châu thiên hạ, còn không vừa lòng. Lên trời, Đế Thích chia cho nửa tòa ngồi vẫn chưa xứng ý, định chiếm luôn cung trời. Vì quá tham nên mất hết phước, rớt xuống nhân gian, âu sầu mà chết. Phật nhắc chuyện trên để cảnh giác những ai túi tham không đáy, hãy cảnh tỉnh lấy mình. Ở đời, người ta thường quan niệm nghèo là khổ. Nếu nghĩ như thế, tại sao Phật rời bỏ hoàn thành vào rừng tu khổ hạnh, đến khi đắc đạo dưới cội cây Bồ Đề, tam y, nhất bát, nay đây mai đó, chẳng quản gian lao, không từ khó nhọc, du hành khắp nơi, giáo hóa chúng sanh. Trước lúc nhập Niết Bàn, nơi rừng cây Sa La, Ngài nói: chưa có ông vua hay vị trời nào hạnh phúc, an lạc như ta. Cho nên, hạnh phúc hay khổ đau, đủ thiếu ở đây không phải danh vọng vật chất, mà điều quan trọng là chúng ta sống làm sao cho phù hợp lẽ đạo thanh cao. Cho dù nhà tranh, am cốc đơn sơ, cơm rau đạm bạc, vẫn thấy an nhàn lạc đạo. Kinh Di Giáo nói: tri túc thường lạc, nghĩa là người biết đủ, ở bất cứ hoàn cảnh nào cũng được yên vui. Tham ăn cao lương mỹ vị khó tiêu, thân thể mệt nhọc, dễ sanh ra các chứng bệnh khó trị. Kinh Y nói: người bị đau có 10 nguyên nhân. 1. Ăn những món có phong độc. 2. Ăn chảnh tùy theo bệnh cử kiêng. 3. Ăn uống không độ lượng. 4. Ăn chảnh theo thời tiết. 5. Ăn những món khó tiêu. 6. Biết món ăn không lợi mà vẫn ăn. 7. Những món ăn trước chưa tiêu mà ăn thêm vào. 8. Ăn nhai không kỹ. 9. Ăn rồi ngồi lâu và làm việc liền. 10. Đến lúc đại tiện, tiểu tiện mà chẳng chịu đi. Người tham ăn thường bị mùi vị ràng buộc, như dùng thiếu một trái ớt là nuốt không vô, tìm cho bằng được mới chịu ăn. Có khi người nấu không vừa miệng thì chê trách đủ điều. Người ta nấu cực khổ, không khen thì thôi, có đâu vì một chút miếng ăn làm cho mất hết tình nghĩa. Các nhà tâm lý học bảo, trước khi chê điều gì, ta phải khen họ trước. Thí dụ, nấu canh lạc quá, ta nên nói: bạn nấu ngon lắm, nhưng thêm một chút muối thì thật là tuyệt. Nói như thế, ai lại không thích. Ngược lại, chỉ có chê mãi, họ sẽ đổ lì ra là nguy hại cho cả nhà. Quý vị hãy học cách sống của các thiền sư. Quý ngài sống rất bình dị, đơn giản, xem món ăn như lương dược trị bệnh đói khát, duy trì mạng sống để hành đạo, làm lợi ích cho chúng sanh. Đói ăn, khát uống, không có chi bận tâm phiền trách, vì biết tất cả là vô thường giả tạm. Những người tham ăn, họ thường tìm kiếm những món ngon vật lạ để cung phụng sát thân, nhưng ăn qua khỏi miệng rồi còn chi, chỉ còn lại tội lỗi, ngày kia phải lãnh lấy ác báo. Tổ Quy Sơn dạy: muốn tiến đạo nghiêm thân, phải tam thường bất túc. Ngài Ấn Quang Pháp Sư khuyên: cơm rau đỡ dạ đói, nhà cỏ che gió sương. Người đời nếu biết đủ, phiền não chẳng còn dư. Trong Kinh Tiểu Bộ tập 1, Đức Phật có dạy: ai đoạn hết lậu hoặc, uống ăn vừa biết đủ, tự tại nơi hành xứ, không vô tướng, vô nguyện, như chim giữa hư không, tìm dấu chân chẳng thấy. Tục ngữ: ăn để sống, chứ không phải sống để ăn. Tham ngủ nghỉ thì tâm trí lu mờ. Có nhiều người ham ăn, mê ngủ đến nỗi quên hết lẽ phải. Thậm chí thân quyến nghèo đói, hoạn nạn hay đau chết cũng không thèm ngó đến. Hạng người như thế thật là mất hết nhân phẩm, tổn giảm phước đức. Kinh Pháp Cú nói: con heo thích ngủ, ham ăn, muôn đời chịu kiếp bán thân làm hàng. Người ngu thích ngủ ham ăn, muôn đời tiếp tục trói trăng luân hồi. Theo y học, trung bình mỗi ngày đêm ngủ 7 đến 8 tiếng đồng hồ là đủ. Thời gian còn lại, chúng ta cố gắng làm việc, nghe kinh, học pháp, tự nhắc nhở mình và khuyên nhủ người chung quanh, tích cực làm công quả, bố thí gieo trồng phước duyên cho đời sau. Vì thời gian đã qua rồi, không bao giờ trở lại. Kiếp người ngắn ngủi, phải nên tinh tấn làm phước thiện. Nếu mãi lười biếng hẹn hò, e rằng đến khi tử thần gõ cửa đi vào cõi dữ, lúc đó ăn năn muốn làm lành thì đã quá muộn màng. Kinh Di Giáo Phật dạy các hàng đệ tử ngày thời siêng năng tu tập các pháp lành, chớ bỏ sai thời. Đầu đêm cuối đêm phải tinh tấn tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền. Đừng vì nhân duyên ngủ nghỉ luống qua một đời. Phải nhớ giặc vô thường đang trình giết người hơn kẻ oan gia. Hãy mau tỉnh ngộ, sớm cầu diệt độ. Ngoài ra, có nhiều người còn đam mê đủ thứ, nào là hương thơm, cảm xúc êm dịu, tiếng hay. Có người mê đến nỗi nếu là bộ phim đó, giọng ca nọ mới chịu. Ai chiếu phim bắt đại khác, liền đổi giận chửi rủa đủ điều. Ôi thật là mê muội vô cùng. Muốn có cuộc sống hài hòa, chúng ta phải tu hành hỷ xả, tùy thuận lẫn nhau. Khi gặp cảnh trái ý nghịch lòng, ta phải bình tĩnh quán sát lời Phật dạy. Ngũ dục, lục trần là pháp loạn tâm, tổn hao sức khỏe, đều nguy hại cho lòng đạo cả. Nếu ta thấy rõ các pháp không thật, thì tâm ta liền trở nên an lạc. Sở dĩ con người khổ là do lòng cố chấp quá nặng. Như khi hương thơm đến, nảy sinh ưa thích, hôi thối tới liền bực dọc, tức giận. Muốn khắc phục phải tịnh tâm, để thấy tự tánh nó không thật. Đủ duyên thì đến, hết duyên liền mất. Nhìn lại thân ta cũng là nhơ uế, có chi phải bận tâm buồn phiền, không giải quyết được gì. Tốt nhất lo dọn dẹp hoặc tránh né hay hơn là phiền trách. Cho đến xúc chạm những gì êm ái, mịn màng thì sanh tâm say đắm, thô cứng lại chán ghét. Phật dạy, người đam mê xúc dục nên cứ mãi lẩn quẩn trong dòng sinh tử, chịu biết bao kiếp nạn, giống như người đứng trước vực thẳm, không biết rớt xuống lúc nào. Nên có câu, bởi mê mới làm tôi thì dục, nếu ngộ đâu tùng phục lòng ta. Dục ta đều hại người ta, dục là thống khổ, ta là trầm luân. Dục thường vì xác thân khởi xướng, ta thường vì vọng tưởng sinh ra. Cả hai đều thứ mắc lòa, lại gần thấy đẹp, hại xa không lường. Hay là nhãn thấy sắc thường hay bận bịu, tai ưa nghe lắm điệu âm thanh, mắt với tai đều chọn đẹp xinh, còn lỗ mũi ưa mùi êm dịu. Đồ thơm tho nó ưa, nó chịu, chốn xạ hương hay lết lại gần. Lưỡi ưa ngon là chuyện ân cần, đồ ngọt béo nó ưa, nó mến. Thân tham sướng muốn tìm của đến, đặng ăn xài cho vị tấm tình. Ý thì ưa sửa sắc soi hình, với chức phận cho cao, cho quý. Sáu đường ấy ở trong tâm ý, ta mau mau dứt đó cho rồi, thì tòa sen mới đặng đứng ngồi, cho thông thả hưởng mùi sen báo. Cổ đức thi văn cho chúng ta biết, nếu lục căn của mình được thanh tịnh, ngay đó là Bồ Đề, Niết Bàn, tịnh độ, không cần tìm ở đâu xa. Phật pháp vốn ở thế gian, trong đời giác ngộ chớ tìm đâu xa. Bồ Đề cuộc sống quanh ta, bôn ba cầu ngộ chỉ là uổng công. Pháp Bảo Đà Kinh, Trần Nhân Tông cũng nói, ở đời vui đạo hãy tùy duyên, đói đến thì ăn, mệt nghỉ liền, trong nhà có báu thôi tìm kiếm, đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền. Bởi trong cái vọng tâm nó có cái chân tâm ở sẵn trong đó, không cần tìm ở đâu xa. Cho nên Ngài nói, trong nhà có báu thôi tìm kiếm. Nhưng khi nào của báu đó nó mới hiện ra? Chỉ khi nào lục căn đối với lục trần không sanh ra niệm nào hết, giữ tâm bình thường, đó là thiền, là kiến tánh rồi, còn tìm ở đâu nữa. Cũng như sóng không lì nước, khi gió lặng thì sóng tự nhiên sẽ yên. Sóng gió dĩ như phiền não vô minh, nước trong yên tịnh dĩ như niết bàn thanh tịnh. Chân như vậy.